vpgame.vn, shop nick nhanh chóng an toàn giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với là channel của NMH. Thì clip này mình sẽ làm về vị tướng đó là điêu thuyền anh em ạ. Theo yêu cầu của khá là nhiều anh em á, với vị tướng này thì có lẽ là một số anh em cũng khá là yêu thích. Đặc biệt mà anh em nào đó là thích chơi lữ bố thì chắc chắn là sắm luôn đó là điêu thuyền dành cho mình. Kiểu là người yêu với nhau á. Lữ bố và điêu thuyền. Ok, thì thực tế thì chất tướng điêu thuyền thì mình cũng sẽ phân tích điểm mạnh, điểm yếu, trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho anh em luôn. Một chất tướng mình cũng đó là sẽ phân tích cho anh em là những chất tướng nào có thể đó là khắc chế điêu thuyền nữa. Thì giai đoạn đầu game mình farm xong lên level 2 thì mình sẽ sáng đó là cướp bọc luôn nha. Sáng cướp bùa của follow anh em ạ. Và này thì chưa cướp được bùa. Nhưng mà dẫu sao thì đóng băng nhẹ. Ôi thôi xong rồi, đoạn hướng di chuyển sai rồi anh em ạ. Và này thì toang rồi, lên bảng điểm số đến từ vị trí quân đơ mơ hạt. Tại bên địch hỗ trợ kịp thời quá và cuối cùng thì một phát đóng băng trật một phát. Và mình thì lên bảng điểm số luôn, bởi vì giá thì chỉ cần lên level 2 là cũng khó chịu rồi. Nhưng mà hiện tại thì Arum tem mình thì vẫn đang quẩy tốt, nhưng mà cuối cùng thì chỉ quẩy được đó là một người thôi. Tem bên địch thì cũng khá là khỏe, và một phá trao đổi thì khá là lô. Bây giờ thì mình vẫn chưa từ bỏ đó là tham vọng sáng phá bua của rừng tem địch. Và này thì sáng một là cướp, á, phơ lo không sang ăn bua xanh mà ăn bua đỏ anh em ạ. Rồi pha này thì đặt chiều hái. Đông bán được này. Nhưng tầm này thì chưa có chiêu cuối, chưa đủ cái lượng đám anh em ạ. Và này thì cấu kéo không cho phơ lo ăn bùa nhá. Hiện tại thì phơ lo vẫn chưa ăn được bùa. Và rung tém mình thì đang trên đường rồi tiến vào anh em ơi. Và này thì ông phơ lo đông bán nhẹ một phát đấy. Ôi và này làm gì đấy, định làm gì đấy phơ lo ơi. Mình thì đang còn tốc biến nữa. Chắc là tốc biến cho nó an toàn anh em ơi. Quay trở lại xả sát thương tiếp này. Đóng băng nhẹ một phát này, trúng đó là phơ lo rồi. Và tiền phơ lo tem địch lên bảng điểm số. Nhưng mà điểm hạ cục thì không phải của mình, mà đó là SP tem mình. Nhưng mà vậy là cũng được rồi. Lại tiếp tục lên tiếp anh em ạ. Một máu nhưng mà vẫn lên hỗ trợ tím này. Một máu này, đông băng dính rồi. SP tem mình thì vẫn đang quẩy được anh em ạ. Tem bên địch thì khá là thấp máu và cuối cùng thì tiền luôn. Đó là SP của tem địch lên bảng điểm số. Vậy là quả là thơm luôn. Tiền thì phơ ló vẫn chưa ăn được bùa anh em ơi. 2 phút 30 giây rồi, vẫn chưa lùng được con bùa nào cả. Pha này thì quyết định ra chơi. Đó là Arum, nhưng mà cuối cùng thì Arum tém mình đó là lao vào luôn. Và gặp rừng tém mình nữa, phơ ló bỏ chạy. Nghỉ cùng tôi phơ ló anh em ạ. 3 phút mới chưa ăn được con bùa nào cả. Bây giờ thì lại quẩy tiếp. Và cuối cùng thì phơ ló đã tiền được SP tém mình lên bảng điểm số rồi. Đi đếm lắm thì có ngay gặp má cũng đúng thôi. Nhưng mà quẩy phá vậy là cũng tốt rồi, tuyệt vời rồi. Thì bây giờ mình nghĩ là phở lò tem đích sẽ đó là sang ăn búa xanh. Thì mình sẽ di chuyển qua đấy. À, pha này ra tem bàn. Ra tem bàn đấm búa xanh ra rồi anh em ạ. Ok, đồng bắn nhẹ một phát này. Đồng bắn thêm phát nữa này, sử dụng chiêu cuối này. Ôi, pha này nó đang còn chiêu cuối anh em ạ. Còn chiêu cuối thì không chơi được rồi. Nhưng không sao cả, đuổi theo mình. Chưa cái tôi đuổi theo nhá. Chạy đâu, một phát nữa này, lên bảng điểm số này. Pha này khóa đẹp đến từ vị trí quá rúng. Và cuối cùng thì lùng con búa xanh này cho mình là ngon này. Trời ơi, không có búa xanh rồi. Ok, phở lò thì vẫn đang tiếp tục múa. Nhưng pha này thì liệu có múa nổi đến từ vị trí của phở lò hay không? Này thì phở lò này múa đi bạn ơi. Một phát chiêu một nửa này. Tiền phở lò lên bảng điểm số. Vẫn chưa lùng được con búa nào đến từ đó là vị trí của phở lò. Thực sự là rất là cỡ cực anh em ạ. Ok, một phát đông bắn này. Một phát chiếu nữa này. Ôi, pha này tiếc thế. Không đủ năng lượng để có chiêu cuối nhưng rất may. Thì vừa đủ năng lượng để có chiêu cuối phát. Và cuối cùng thì ăn thêm được một điểm hạ gục nữa. Và này thì phải biến về thôi. Và ló tém địch gọi là 5 phút trước có bùa anh em ạ. Và này thì bùa đỏ của tém địch ra rồi. Mình nghĩ là phở ló cũng sẽ tiến vào. Đó là bùa đỏ để ăn. Thì hiện tại đang thấy đường giữa nha. Thì phở ló chắc chắn thì farm xong đường giữa nó sẽ vào. Đó là bùa đỏ. Thì mình sẽ ping cho đồng đội. Đó là vào bùa đỏ luôn. Và Arum tem mình thì cũng rất chỉ là hiểu ý anh em ạ. Phá bùa luôn anh em ạ.
Này thì Flor đây. Rồi, quả đến từ vị trí Flor, Minh Đông bắn và sử dụng chiêu cuối luôn nhá. Tiền Flor lên bảng điểm số, lùng ngay cái màn siêu Việt. Bây giờ thì lùng con búa đỏ của Flor này anh em ạ, Đông bắn trúng lên đấy. Dính rồi, Đông bắn thêm phát nữa. Ôi, pha này thì ra tem địch chạy được rồi anh em ơi. FP định cứ rừng bàn luôn. Thì hiện tại thì búa sánh của tém địch thì cũng gần ra. Ôi, pha này Đông bắn ngon lên đấy, nhưng pha này chưa có chiêu cuối anh em ạ. Tiếc thế, còn một xíu máu, và cuối cùng tiền đó là xa thủ tém địch lên bảng điểm số. Ván này thì bùa sánh của tém địch đó là ra rồi, mình chưa ăn vô nha, mình sẽ núp đấy này. Để xem Flo tém địch đó là vào đấy ăn thì mình sẽ ăn Flo. À, ván này thôi thấy ra thì đóng băng này, một phát này, đóng băng hai phát này, sử dụng chiếu cuối này. Và chắc chắn thì ván này ra lên bảng điểm số rồi. Luôn tiền thì cướp luôn đó là con bùa sánh của rừng tém địch luôn anh em ạ. Và Violet tém mình thì quá là tuyệt vời, nhường bùa sánh dành cho mình luôn. Ok, pha này thì đuổi theo, này. Mình thì vẫn đang còn tốc biến bỏ chạy. Quay trở lại, xả ra thương này. Cay chưa. Nghĩ cũng tồi phải lo, nhưng mà thôi thì cũng kệ phải lo anh em ạ. Và mình sẽ phân tích qua đó là về chiêu thức của vị tướng điêu thuyền này một xíu để anh em hiểu rõ hơn. Về chiêu thứ nhất thì anh em tung theo, chiếu theo hướng chỉ định. Trùng đó là mục tiêu thì giúp anh em đó là gây sát thương, làm chậm đó là 50% tốc chạy của tướng địch trong phòng đó là 2 giây. Còn chiếu thứ hai thì anh em đông bắn, anh em gọi là tung theo hướng chỉ định. Một thì một lát sau thì nó sẽ gây ra đó là đông bắn anh em ạ. Đông bắn tém địch đó là 2,5 giây luôn. Ví dụ như pha này chẳng hạn, ôi pha này thì sử dụng chiêu cuối đến từ vị trí quá lánh. Nhưng mà cuối cùng thì cũng lên bảng điểm số thôi. Và chiêu hai thì anh em có thể đó là tích trữ 2 lần. Còn về chiêu cuối của điêu thuyền thì khi anh em sử dụng thì gây sát thương đó là trong phạm vi, kèm theo đó thì làm chậm 20% tốc chạy của tướng địch và giúp điêu thuyền đó là tăng giáp nữa anh em ơi. Vì thế khi sử dụng chiêu cuối thì giúp điêu thuyền sẽ trâu bò hơn. Và cách combo của vị tướng điêu thuyền thì anh em có thể sử dụng đó là chiêu 1 trúng mục tiêu, làm chậm mục tiêu này, rồi sử dụng chiêu 2 để đông bắn, rồi sau đó thì sử dụng chiêu cuối nha anh em. Chiêu 2 thì anh em có thể đông bắn được 2 lần nữa nếu mà anh em tích đủ đó là 2 lần. Và nội tài của vị tướng điêu thuyền này thì 12 giây thì anh em có một lớp lá chắn. Nói chung thì có thể là miễn hữu khống chế một lần cũng như đó là tướng địch đó là gây sát thương á. Ok. Thì hiện tại bây giờ thì hiện tại phần ló tém địch thì vẫn chưa ăn được cái bùa nào cả. Ôi, pha này bị lánh đạp xuống rồi. Mình thì không còn chiêu thức nào nữa anh em ơi. Đánh cháy thì chắc chắn là không gây được đám ăn thua rồi. Pha đó tiếc thế, không còn chiêu nào nữa. Và cuối cùng thì mất cái màn chấm dứt rồi. Đối với Á Lanh thì nó đạp xuống thì cũng khá là khó chịu á. Mình thì hết nội tài mất rồi. Thì hiện tại bây giờ thì có lẽ là rừng tém địch đó là 8 phút rồi. Vẫn chưa ăn được con bùa nào cả. Bởi vì tém bên mình thì có Arung mà giai đoạn đầu game cướp khỏe này. Nếu mà Flo mùa thì có thể khóa này. Thực sự thì Arung bây giờ vẫn là quân bài bị cấm rất chỉ là nhiều. Kể cả rank cao hay là rank thấp cũng vậy. Bởi vì thực tế thì nó không phải là quá mạnh nhưng mà nó khó chịu cực kỳ luôn anh em ạ. Đặc biệt thì chớ những vị tướng sát thủ đấu sĩ mà muốn áp sát bắt ra không bắt được luôn á. Chủ yếu những vị tướng tay dài thì có thể cao tớ đó là vị tướng Arung thôi. Còn lại thì những vị tướng mà tay ngắn muốn áp sát thì cực kỳ là khó chịu. Khả năng hồi phục tốt, khả năng khóa nữa. Rồi pha này thì ôi ba người của tém địch, ôi thôi xong rồi. Ôi đóng thế, mình tốc biến bò chạy nhưng mà cuối cùng thì cũng không chạy nổi anh em ạ. Có vẻ là tém bên địch hơi cay đấy. Bắt mình hơi nhiều đấy nhá. Ba người đuổi theo luôn anh em à. Nói chung pha đó thì cũng đúng thôi. Ba người mà sử dụng tất cả chiêu thức để bắt luôn. Gặp mình thì mình cũng vậy anh em ạ. Bị phá nhiều thì cũng gọi là phải bắt chứ, đúng không? Quân tử trả thù gọi là 10 phút trước muộn mà. Ok, thì bây giờ sẽ cẩn thận hơn xíu nữa nha anh em. Thực tế thì phá đổ đống quá cũng không làm được gì luôn. Mà chất tưởng đó là lánh mà nó đó là dí theo thôi thì mình có chạy đang trời cũng không được. Ok, thì hiện tại ôi có vẻ là tém bên mình hơi hủng lưu một xíu rồi. Này thì phở lõ, này thì múa này. Thời gian chiêu hái của điêu thuyền đông bằng thì cần thời gian nên là gặp những chất tưởng cỡ đồng thì cũng khá là khó. Đóng băng này, sử dụng chiêu cuối luôn này, bắt Flo này. Những pha này thì 4 người thì chịu rồi. Ăn được Flo và dẹp sống lính vậy là thành công rồi.
Nói chung pha đỏ thì chịu rồi anh em ạ, ăn được phở ló vậy là ngon rồi. Chỉ 4 người thì chịu luôn, hơn nữa pha đỏ thì mình cũng sử dụng chiêu cuối để dẹp sóng lính nữa. Nói chung về chất tướng điêu thuyền thì nó bị khắc chế bởi những vị tướng biển hư khống chế. Dạng như phở ló nó cũng có thể khắc chế điêu thuyền được này. Và đặc biệt những chất tướng dạng như cứu gót này cũng khắc chế được, đó là điêu thuyền tốt. Bởi vì chiêu thức của điêu thuyền đó là đồng bắn. Nhưng mà gặp đó là miền hữu khống chế không đồng bắn được thì thôi xong, ôi rồi ôi luôn. Điêu thuyền thích nhất là những vị tướng kém cỡ đồng á, còn gặp những chất tướng cỡ đồng và miền hữu khống chế thì thực sự khá là khó chơi. Ok, pha này thì có một pha đó là giao tranh. Hiện tại thì Arung tay mình đang can quét. À, lãnh mất chiêu cuối rồi anh em ạ. Pha này thì chắc có lẽ chơi được này, chơi luôn. Butterfly tay mình thì vẹt tốt, cứu gót tay mình thì đang đầy lẻ. Nói chung điêu thuyền ngoài ăn mạng được thì hỗ trợ tím cực kỳ là tốt nhá. Đặc biệt thì những cú đông bắn đẹp á, thì giúp là tay mình bên mình là bắn vào thoải mái luôn. Và khả năng khép góc đến từ chiêu 2 của điêu thuyền cũng tốt nữa. Pha này sử dụng chiêu cuối đến từ vị trí quá lãnh. Nhưng pha này thì định cấn nắm nhưng mà chắc chắn thì không thể rồi. Về trang bị dành cho đó điêu thuyền thì anh em lên cho mình như sau. Đó là dây xuyên giáp phép, trường bùng nổ. Rồi tiếp đến thì giảm hồi máu sạch truy hồn. Sau đó thì vương miền, sau đó thì trường hồn máng. Và cuối cùng đó là quả cầu băng xương thôi. Nói chung build đồ này thì đám cùng tốt và hỗ trợ cùng tốt nữa. Ok, pha này thì Butterfly tém mình vẻ hơi bị đà luôn á. Và cuối cùng cùng tiền đó là xa thủ tém đi lên bảng điểm số. Trận đấu này thì mình đó là SP cũng khá là nhiều. Thì chất tưởng đó là Butterfly thì vẹt tốt mà. Và chắc chắn thì trận đấu nó sẽ kết thúc ở đây rồi. Về phù hiệu thì sẽ lên mã chủ nổ đám. Còn về bảng ngọc thì anh em lên cho mình như sau. Ngọc đỏ 1 viên chỉ màng, 9 viên công phép và xuyên giả phép. Ngọc tím thì 5 viên tốc đánh tốc chạy, 5 viên công phép và hụt máu phép. Còn ngọc xanh đó là ngọc giảm hồi chiếu. Và trận đấu kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Bye bye.